và hen ở trẻ em. Xin mời tiến sĩ Quỳnh Lê, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê hiện nay công tác ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin cảm ơn. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Lê Vương Quý Sĩ, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Minh Hương, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Khắc, Lê Khắc Bảo và toàn thể các anh thầy cô anh chị. Hôm nay thì trước hết em xin cảm ơn ban tổ chức đã cho em có một cơ hội đến đây để báo cáo về một cái bệnh lý mà lúc đầu thì nghe rằng là tưởng rằng nó chỉ gặp ở người lớn, tuy nhiên thực ra là thông qua những cái báo cáo, qua những cái thống kê thì thấy rằng là đây cũng một bệnh lý rất là khá phổ biến ở trẻ em. Đó là tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và hen phế quản. Như chúng ta đã biết về thì ngưng thở tắc nghẽn hen phế quản thì các bạn đã quá quen thuộc với cái định nghĩa của Vina là một tình trạng ho khò khè, khó thở và nặng ngực tái phát và thay đổi theo cường độ theo thời gian. Các cái triệu chứng thì có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, theo thời gian trong tuần hoặc là trong năm, và một đặc tính chung nhất của cái tình trạng hen phế quản là một đặc tính không đồng nhất. Cái cơ chế bệnh sinh nổi trội nhất của bệnh nhân của hen phế quản là tình trạng viêm, và nó ví giống như là một cái phần chìm của tảng băng trôi. Các bạn có thể nhìn thấy là ở trên cái màn hình thì có rất là rõ rệt cái tình trạng khi bệnh nhân có những cơn có tình trạng của hen thì các cơ phế quản cũng sẽ co thắt lên, các cái tế bào sẽ tăng tiết nhầy hoặc là các cái tình niêm mạc dày lên và làm cho cái đường thở bị chết hẹp lại, và cái và cuối cùng là hậu quả là gây ra cái tình trạng cơn hen cấp ở bệnh nhân. Vậy vậy còn thành ngược lại thì ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là gì? Người ta định nghĩa rằng là đó là một cái tình trạng mà đường hô hấp trên bị tắc nghẽn kéo dài trên 10 giây và có kèm theo gắng sức hô hấp, có nghĩa là có một cái sự tắc nghẽn ở đường thở hô hấp trên và cơ thể chúng ta phản ứng lại và có sự còn phải cố gắng là để thở lên để chúng ta vượt được cái tình trạng tắc nghẽn đó, tức là bắt buộc phải có sự kèm theo gắng sức. Còn nếu như mà không có tình trạng gắng sức thì có nghĩa là đấy là một cái ngừng thở liên quan đến các yếu tố khác. Và ở trẻ em thì các cái báo cáo thống kê cho thấy rằng là từ 1 cho đến 5% trẻ em là có cái tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đã được mô tả từ những năm 1973 của thế kỷ trước và cơ chế bệnh sinh của nó khá là phức tạp. Đối với trẻ em thì cái tình trạng mà phì đại các tổ chức lympho ở vùng hậu họng, đặc biệt là amidan và VA ở lứa tuổi từ 2 đến 8 tuổi là một trong những yếu tố nguy cơ chính của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bên cạnh đó thì những cái bất thường về mặt cấu trúc sọ mặt như là hội chứng Pierre Robin hoặc là cái tình trạng bất thường vùng sọ mặt thì cũng sẽ làm cho bệnh nhân có những cái nguy cơ về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là một số các yếu tố khác. Ở trên hình thì có thể các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh của một cái amidan và VA quá phát độ 4, thì đây và là một nguyên nhân chính để gây ra tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bên cạnh đó thì có thể có biểu hiện khác, có thể có những yếu tố khác như là cái tình trạng VA ở cái vùng mũi này cũng phì đại thì sẽ làm tăng cái gây ra tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hoặc là cái tình trạng mà phì đại các cái tổ chức ở vùng mũi, phì đại các cái cuốn mũi, hoặc là cái tình trạng lưỡi quá to thì cũng có thể làm cho một yếu tố nguy cơ để cho bệnh nhân có những cái yếu tố về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đây là hình ảnh bệnh bất thường về cấu trúc sọ mặt, như là bệnh nhân có các hình ảnh các cái cằm lẹm hoặc là bệnh nhân mà có cằm tụt ra phía sau, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc sọ mặt của bệnh nhân và gây ra các tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em. Như chúng ta đã biết rằng trẻ em là một cơ thể đang lớn, có nghĩa là các triệu chứng của trẻ em sẽ thay đổi tùy theo cái độ tuổi cũng như là tùy theo mức độ bệnh của bệnh nhân. Và nếu như các quý vị mà có tham gia hội nghị y học giấc ngủ thường niên do sư Vân Quý Sĩ tổ chức hồi tháng 6 vừa rồi thì giáo sư đã có một cái bài rất là chi tiết về các triệu chứng của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở từng độ tuổi khác nhau. Ở đối với cả em bé dưới từ 0 đến 6 tháng là khác, đối với em bé 1 tuổi đến 5 tuổi là khác, hay là với những bệnh nhân lớn hơn là khác. Tuy nhiên trong cái phần này thì em chỉ có một nói tóm tắt chung một số các triệu chứng thôi. Như là cái triệu chứng về ngáy là một triệu chứng khá là điển hình của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bên cạnh đó thì bố mẹ có thể thấy rằng em bé có những tiếng thở rất là lớn, hoặc là bệnh nhân thở rất là khó khăn. Bố mẹ thấy mô tả khi mà đến với chúng ta thì mô tả rằng em bé nó sẽ ngủ nó rất là khó thở và nó cảm giác như là nó không thở được khi bạn ngủ, hoặc là vì có những cái động tác đấy nên bạn ấy sẽ có những cái tư thế ngủ rất là kỳ lạ, rất là bất thường. Hoặc là vì amidan và VA to quá cho nên là bệnh nhân sẽ phải thở bằng miệng. Và vì tình trạng thở bằng miệng đấy nên khi ngủ dậy thì em bé sẽ có tình trạng là khô miệng, hoặc là bạn ấy khát nước hoặc là hôi miệng. Và tất cả những cái triệu chứng đó thì sẽ làm cho về tình bệnh nhân không thể ngủ được buổi ban đêm thì sẽ mệt mỏi và buổi ban ngày. Hoặc là đối với trẻ em thì một trong những triệu chứng nữa đó là cái tình trạng mà bệnh nhân tăng trưởng kém hoặc là chậm phát triển, chậm tăng cân cũng là một những yếu tố mà có thể nghĩ đến. Và đặc biệt là ở trẻ em thì có một nhóm triệu chứng mà gần như là người lớn rất hiếm gặp, đó là những cái tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý. Em bé bị giảm chú ý hoặc là tình trạng tăng động một cách quá mức,
liên quan đến ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, và đây là một cái chứng hoàn toàn khác giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em và người lớn. Thế nên để sàng lọc với ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì? Thì hầu hết các cái phác đồ hiện nay là đều chúng ta đều phải sử dụng các bộ câu hỏi sàng lọc giấc ngủ. Và trong đó thì cái bộ câu hỏi Pediatric Sleep Questionnaire hay viết tắt là PSQ là một bộ câu hỏi mà hiện tại bây giờ được áp dụng khá là nhiều trong các nghiên cứu cũng như là trong các cái nghiên cứu về dịch tễ về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một bộ câu hỏi gồm có 22 câu hỏi và nó nằm trong một cái trang giấy thôi. Trong đó có những câu hỏi về cái tình trạng ngủ ngáy này, các rối loạn khi ngủ và những câu hỏi về cái tình trạng mà rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em có hay không. Và nếu như cái bộ câu hỏi này sàng lọc mà nghi ngờ thì chúng ta có thể nghĩ đến bệnh nhân là có tình trạng rối loạn tăng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bộ câu hỏi này thì đã được nhóm nghiên cứu liên hệ với cả bản quyền của tác giả là Chevin ở Đại học Michigan để được dịch ra tiếng Việt và có thể áp dụng được trong việc chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em. Về cái phác đồ chẩn đoán thì chúng ta sẽ làm đầu tiên là chúng với những bệnh nhân mà mình có tình trạng nghi ngờ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta sẽ phải sàng lọc trước bằng bộ câu hỏi trước. Nếu như trong trường hợp mà bộ câu hỏi nghi ngờ là đúng thực sự bệnh nhân có sàng lọc có nghi ngờ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta sẽ phải khám thêm tai mũi họng đánh giá xem có các cái yếu tố nguy cơ hay không, và nếu như mà có thêm các yếu tố nguy cơ nữa thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định là bằng đo đa ký giấc ngủ hoặc là đo đa ký hô hấp. Còn nếu như mà bệnh nhân mà không có các yếu tố không, trong khi mà mình sàng lọc một bộ câu hỏi thì không nghĩ đến ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì phải tìm các nguyên nhân khác. Nhưng mà kể cả trong những trường hợp mà chúng ta tìm được những nguyên nhân khác rồi mà không nghĩ được nguyên nhân nào cả thì chúng ta vẫn có thể là cho bệnh nhân khám tai mũi họng và đo đa ký hô hấp để có thể loại trừ được ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đối với cả trẻ em thì cũng giống tương tự như người lớn, thì đối với tiêu chuẩn vàng của chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là chúng ta phải đo đa ký giấc ngủ hoặc là đo đa ký hô hấp. Nhưng thực sự thì việc đo đa ký giấc ngủ ở trẻ em nó rất là khó khăn, bởi vì là khi em bé mà đo tại một phòng sleep lab, kể cả là phòng sleep lab hiện đại, thì cái việc mà em bé sẽ bị thay đổi cấu trúc của giấc ngủ hoặc là cái cấu trúc giấc ngủ nó sẽ không giống như là ở nhà thì cũng sẽ là một cái rào cản rất là lớn cho cái người bác sĩ để mình có thể khẳng định. Và các bạn và dựa vào cái chỉ số ngưng thở giảm thở là chỉ số AHI cũng là một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái chỉ số AHI đối với cả trẻ em để chẩn đoán thì nó thấp hơn rất nhiều so với cả người lớn. Đối với cả người lớn là phải là trên 5 thì mới được chẩn đoán là ngưng thở, nhưng đối với trẻ em chỉ cần AHI là trên 1 sẽ được chẩn đoán là bệnh nhân có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rồi. Và các cái phân mức độ của bệnh nhân thì cũng sẽ tùy theo cũng sẽ thấp hơn so với cả người lớn khi phân chia mức độ nhẹ, trung bình hay là nặng. Như vậy thì về hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có mối liên quan như thế nào? Các tác giả đều thấy rằng là đây là những cái bệnh lý khá là phổ biến ở trẻ em với những cái tỷ lệ tần suất gặp tương đối là cao, và có rất là nhiều các nghiên cứu về các cái bệnh lý này thì và đều thống nhất một một nhận định đó là bệnh nhân hen thì có nguy cơ mắc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cao hơn, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà hen ở mức độ nặng thì tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ sẽ gặp được thường xuyên hơn. Và cái việc mà có sự trồng lấp giữa hai cái bệnh lý này thì đã được nói lên từ rất là lâu, từ những năm 1985, từ thế kỷ trước. Tại sao người ta lại nói đến cái sự nó gọi là trồng lấp hay là sự đồng mắc của hai bệnh lý này? Bởi vì là không chỉ đơn thuần là hai bệnh nhân mắc hai loại bệnh, mà khi mà bệnh nhân mắc hai loại bệnh đó thì hai cái bệnh đó nó sẽ tương tác tác động lại với nhau, và nó sẽ làm cho cái hai bệnh nó cùng nặng lên, cũng như là cái việc điều trị và việc kiểm soát bệnh thì sẽ càng khó khăn hơn. Như là các cái hội chứng về trồng lấp là overlap syndrome giữa bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với COPD, hoặc là hội chứng trồng lấp thay thế giữa hen phế quản và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hay là hiện tại bây giờ người ta sẽ nói đến cả cái hội chứng ONDOFA, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trồng lấp giữa ngưng thở giữa COPD và hen phế quản. Và tại sao lại có sự trồng lấp như vậy? Thì có một số các cái cơ chế đưa ra rằng là có thể nó sẽ liên quan đến cái tình trạng viêm mạn tính của đường thở. Vì chúng ta biết rằng là cả hai bệnh lý này đều là một cái tình trạng viêm của đường thở. Và khi đó thì hai bệnh lý này sẽ tương tác động qua lại với nhau theo cơ chế là một đường thở. Đây là một cái cơ chế rất là quen thuộc khi chúng ta nói đến các bệnh lý của đường hô hấp. Và trong đó thì cái tình trạng viêm của đường hô hấp trên thì tác động đến đường hô hấp dưới, và ngược lại cái tình trạng viêm hoặc là co thắt phế quản trong hen ở đường hô hấp dưới thì cũng sẽ làm tăng sức cản của đường thở và có thể là gây nguy cơ gây ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, tác động lên đường hô hấp trên. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và hen phế quản thì tác động lại với nhau qua rất là nhiều các yếu tố, như là tình trạng viêm toàn thân này, viêm đường hô hấp trên này, tắc nghẽn đường hô hấp, hoặc là cái tình trạng thiếu oxy gián đoạn khi ngủ. Và hai bệnh lý này thì cùng chia sẻ với nhau rất nhiều các yếu tố nguy cơ, như là cái tình trạng viêm mũi dị ứng hoặc là tình trạng béo phì, nên do đó mà nó có một cái mối tương tác động qua lại với nhau rất là lớn. Đây là một số các cái nghiên cứu về dịch tễ học đánh giá về hai bệnh lý này. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là ở trên toàn bộ cái bảng này thì có rất là nhiều các cái nghiên cứu, và cái số lượng cái bệnh nhân mà từng mỗi một nghiên cứu thì nó sẽ thay đổi.
từ khoảng tầm 400 cho đến thậm chí có những nghiên cứu lên đến hơn 10.000 trẻ em. Và người ta các nghiên cứu này đều thấy rằng là giữa hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đều có mối tương quan rất là rõ rệt với chỉ số OR cũng khá là cao, thậm chí là có những cái nghiên cứu mà nó lên đến OR lên đến khoảng tầm 8, là một cái mối liên kết rất là chặt chẽ. Và các nghiên cứu thì hiện tại bây giờ đều thống nhất rằng là với nghiên cứu dịch tễ cắt ngang thì người ta thấy rằng là bệnh nhân mà hen thì có tỷ lệ buồn ngủ hoặc là tỷ lệ ngưng thở cao hơn. Hoặc là đối với cả những bệnh nhân mà hen khó càng hen khó kiểm soát thì khi mà chúng ta chẩn đoán bằng đa ký giấc ngủ hoặc là đa ký hô hấp thì thấy rằng là cái tỷ lệ ngưng thở nó cũng vẫn cao hơn so với cả những nhóm bệnh nhân hen nhẹ hoặc là bệnh nhân không hen. Và thậm chí là người ta đã làm những cái nghiên cứu mà kéo dài tiến cứu trong vòng 14 năm thì thấy rằng là hen là một yếu tố nguy cơ để có rõ rệt để gây ra cái tình trạng mà bệnh nhân bị rối loạn thở hoặc là ngưng thở khi ngủ. Và các tác giả thì cũng đều đã thống nhất một vấn đề, đó là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một bệnh lý đồng mắc rất là phổ biến ở bệnh nhân hen phế quản, đặc biệt là nhóm hen phế quản mà không kiểm soát. Tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cũng đã được chứng minh rằng là sẽ tăng hơn ở những cái trẻ hen so với những trẻ không hen, và đặc biệt là ở những bệnh nhân càng hen nặng thì cái tình trạng mà rối loạn hô hấp ngưng thở khi ngủ hoặc là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cũng sẽ tăng cao hơn những bệnh nhân hen nhẹ. Đây là một cái nghiên cứu của nhóm nghiên cứu được tiến hành trong vòng 36 tháng, và chúng tôi tập thông tin của 181 trẻ độ tuổi từ 6 cho đến 15 tuổi và bỏ điều trị hoặc là một trên một tháng hoặc là không điều trị dự phòng. Và đối với những bệnh nhân này thì chúng tôi đánh giá mức độ kiểm soát hen bằng ACT test và sàng lọc bằng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bằng bộ câu hỏi mà PSQ, và sau đó thì tất cả những bệnh nhân thì đã được đo đa ký hô hấp để chẩn đoán là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì cái tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở đối tượng trẻ em Việt Nam vẫn khá là cao, là 46,4%, và thấy rằng là sàng lọc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì rất là quan trọng đối với những bệnh nhân mà hen không kiểm soát. Đồng thời thì chúng tôi thấy rằng là khi mà cái bộ câu hỏi mà Pediatric Sleep Questionnaire phiên bản tiếng Việt được sử dụng thì có một cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trong việc mà chẩn đoán hoặc là sàng lọc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em Việt Nam. Và khác với cả người lớn thì mặc dù cái tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em là khoảng tầm gần 50%, nhưng đa phần thì chủ yếu vẫn chỉ là mức độ nhẹ với cái chỉ số AHI là khoảng từ 1 cho đến 4, chứ không phải là mức độ nặng hoặc là mức độ trung bình giống như là ở trên người lớn. Sử dụng các cái phân tích thì chúng tôi cũng thấy rằng là hen phế quản cũng là một yếu tố nguy cơ của ngưng thở tắc nghẽn, của hen không kiểm soát cũng là một yếu tố nguy cơ của gây ra tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và đồng thời là ở những cái bệnh nhân mà hen kiểm soát rất là kém thì cái nó có một cái sự chồng lấp rất là rõ rệt về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, và đặc biệt là có một mối liên một liên quan thận, một nghịch giữa cái mức độ kiểm soát hen với mức độ nặng của ngưng thở. Những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng ngưng thở mức độ nặng thì cái mức độ kiểm soát hen có vẻ là kém hơn so với cả những bệnh nhân mà ngưng thở mức độ nhẹ hoặc là những bệnh nhân mà không ngưng thở. Và chúng tôi cũng thu được những cái kết quả tương đồng với những cái nghiên cứu trên thế giới khác, là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng là một yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng hen không kiểm soát. Và như vậy thì người ta thấy rằng là cái mối liên quan giữa hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một mối tương tác hai chiều, có nghĩa là hai bệnh lý này sẽ đồng thời tác động qua lại lẫn nhau và làm nặng thêm tình trạng bệnh của nhau. Sau đó thì vấn đề đặt ra là đối với cả những cái bệnh lý này thì chúng ta phải thái độ xử trí của chúng ta làm sao và chúng ta phải điều trị như thế nào. Thì đối với cả bệnh nhân mà có cả đồng thời cả hen và ngưng thở thì hiện tại bây giờ chưa có một cái phác đồ nào thống nhất và để khẳng định là bệnh nhân điều trị như thế nào. Nhưng các khuyến cáo hiện nay thì đều thấy rằng là cần phải đồng thời điều trị của cả hai bệnh. Đối với cả hen phế quản thì chúng ta rất là quen thuộc với cả cái phác đồ điều trị của Vina và cập nhật theo từng hàng năm phác đồ 5 bậc của Vina để đánh giá với mục tiêu là để kiểm soát toàn bộ các triệu chứng hen cũng như là đạt được các cái chức năng phổi thì gần như bình thường. Và bên cạnh đó thì đối với cả những bệnh nhân mà có cả ngưng thở thì bắt buộc chúng ta sẽ phải điều trị cả ngưng thở cũng như các bệnh lý đồng mắc khác. Đối với cả ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em thì cũng có một số các phương pháp có thể điều trị có thể áp dụng được, và hàng đầu thì vẫn là cái tình trạng phẫu thuật. Bởi vì là như tôi nói ban đầu thì cái tình trạng amidan và VA quá phát là một yếu tố nguy cơ hàng đầu của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Cho nên là đối với những bệnh nhân mà có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và kèm theo có amidan và VA quá phát thì cái việc mà cắt amidan hay nạo VA thì vẫn là một cái pháp điều trị được coi là hàng đầu đối với cả những bệnh nhân này. Bên cạnh đó thì bệnh nhân sẽ có thể sử dụng các loại thuốc để điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, ví dụ như là các thuốc kháng leukotriene và liệu pháp trong vòng 12 tuần, hoặc là các hệ thuốc corticoid xịt mũi, thì các phương pháp đấy cũng tỏ ra rất là có hiệu quả đối với cả những trường hợp mà ngưng thở mức độ nhẹ hoặc là những trường hợp mà ngưng thở tồn dư sau khi chúng ta phẫu thuật. Còn đối với cả biện pháp như là thở máy áp lực dương thì khác với người lớn, đối với trẻ em thì ít khi được áp dụng vì cái chỉ định nó cũng sẽ khá là hạn chế.
Do nó về cái liên quan đến việc cơ chế bệnh sinh của bệnh cũng như là về việc làm các loại máy thở CPAP, thực ra là nó cũng không phải là những cái loại mà để có nhiều các cái kích thước hoặc là những cái phù hợp với cả cái cấu trúc vùng mặt của em bé, cho nên là việc mà đối với người lớn thì có thể thở máy áp lực dương là một cái phương pháp điều trị mà chúng ta thường áp dụng, nhưng đối với trẻ em thì nó được chỉ định một cách hạn chế hơn và không có nhiều bệnh nhân được sử dụng nhiều. Và các nghiên cứu cũng đều cho thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà hen mà có ngưng thở và như tập điều trị bằng phương pháp là cắt amidan và nạo VA thì cái việc hiệu quả điều trị của bệnh nó sẽ cải thiện rõ rệt. Và như các nghiên cứu ở trên này người ta thấy rằng là khi so sánh giữa hai nhóm là hen có ngưng thở được cắt amidan và nhóm không được cắt amidan thì thấy đối với những nhóm mà được cắt amidan và nạo VA thì cái số cơn hen cấp giảm rõ rệt sau 1 năm theo dõi, hoặc là các cái thời gian bệnh nhân phải nhập viện hoặc thời gian bệnh nhân nằm viện vì cơn hen cũng sẽ có tình trạng giảm rất là rõ rệt. Như vậy thì chúng ta có thể đưa ra và kết luận là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ gây ra tình trạng kiểm soát hen kém, làm tăng tần suất cơn hen cấp cũng như là làm giảm chất lượng cuộc sống của trẻ. Và đây cũng có rất là nhiều các cái nghiên cứu mà để đánh giá về cái vấn đề về chất lượng cuộc sống cũng như là đánh giá về những cái phần đấy. Như các bạn nhìn thấy là trên bảng thì có một nghiên cứu là đối với cả những bệnh nhân mà hạ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở mức độ nặng thì cái tỷ điểm kiểm soát hen cũng kém hơn, hoặc là cái chức năng hoặc là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng sẽ bị tồi hơn rất là nhiều so với cả những bệnh nhân mà không ngưng thở hoặc là ngưng thở ở mức độ nhẹ. Có một cái bệnh lý khá là phổ biến và khi chúng ta nói đến hen đó là một tình trạng viêm mũi dị ứng. Đấy thì cũng có rất là nhiều các nghiên cứu để xem là những bệnh nhân mà có cả kết hợp của cả hai ba bệnh, cả hen này, cả viêm mũi dị ứng này, cả ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cái tỷ lệ mắc nó có cái bất thường, có cái thay đổi gì khác hơn so với nhóm khác hay không. Thì người ta thấy rằng là trong những cái bệnh nhân mà có cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì tỷ lệ bệnh nhân mà có hen kèm theo viêm mũi dị ứng thì lại cao hơn rõ rệt so với cả cái nhóm mà hen đơn thuần hoặc là nhóm viêm mũi dị ứng đơn thuần. Và các cái nghiên cứu cũng đã thống nhất rằng là tình trạng viêm mũi dị ứng cộng với hen cũng sẽ làm tăng tỷ lệ rối loạn thở khi ngủ hay là các bệnh lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Sau các bài báo cáo thì em xin phép đưa ra một số các cái kết luận như sau. Thứ nhất là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng là một bệnh lý khá thường gặp ở trẻ em, về là ở những trẻ mà có yếu tố nguy cơ như là hen phế quản hay là tình trạng quá phát amidan, VA hay là cái tình trạng béo phì. Và triệu chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em thường rất là kín đáo và dễ bỏ sót nếu như chúng ta không nghĩ đến ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đối với cả những trường hợp mà hen kia khó kiểm soát kém, không đáp ứng với điều trị thì chúng ta cần phải tìm các bệnh lý đồng mắc và đặc biệt là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và cũng như là ngược lại là đối với cả những trẻ mà có tình trạng rối loạn thở khi ngủ hoặc là ngủ ngáy thì chúng ta cần phải sàng lọc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và hen phế quản. Năm nay là 55 năm thành lập Bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng xin phép được PR với cả quý vị là bên Bệnh viện Nhi Trung ương hiện tại cũng đang có hội nghị khoa học Bệnh viện Nhi kỷ niệm 5 năm thành lập và cũng tiến hành song song với cả hội nghị của bên hội hô hấp. Và cũng em sẽ rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho em một lần nữa đến đây để báo cáo trong cái hội nghị này. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.